một đứa chăm một đứa canh ừ. thế messi nằm đấy làm gì con nó không thích không cần messi phải ra đấy trông cháu đâu à. trông hộ hả siro nó không cần đây là con thì chăm con mẹ ra trông hộ Ôi nhiều sữa quá này à đây là cho tăng sữa nó thế này, thôi messi, thôi để cho con nó chăm con, đây tì tì này đi, tì này đang nhiều sữa này, ừ. thôi rồi rồi siro không phải ồn đây là cái... <laughs> cho con ở tầm này thì nó lớn lên từng ngày, ngày hôm qua nhìn nó nhỏ nhỏ, hôm nay nhìn nó đã to to rồi. Đây, chảy cối quá nhỉ Rồi Đây này, cái tin này nó đang đầy sữa này Phải rồi ừ. Đây rồi, bố đi để cho mẹ đỡ căng sữa xem là còn cái ti nào căng không khi mà chăm cho con này là nếu mà nó nhiều con nó đủ vú thì có thể là không cần sờ cái ti của con mẹ cũng được nhưng nếu mà nó ít con là phải sờ tránh cái trường hợp là gì tránh cái trường hợp mà nó ti xót vú có vú thì nó sẽ bị căng quá thôi messi mà Mèo Xì cứ gì quá Để cho Siro nó chăm con ừ, Siro thở dài thường thượt Mẹ Mèo si cứ quan tâm những cái không đâu ừ. Mẹ Mèo si thấy Mẹ Mèo si đợt vừa rồi nó bị Xảy thấy cho con thực ra cái con chó mẹ mà khi mà đã, đã từng chăm con rồi nó thấy cho con là nó rất là là là, là quan tâm đây đấy à, chính là cái à, chính cái khay đẻ này cái ổ đẻ này là là, là nơi đã đẻ ra siro đây siro ngày xưa cũng như bọn nhóc con này bây giờ thì đến lượt là siro uh, chăm con của siro đấy cái khay này mọi người mà xem các cái video trước thì mọi người sẽ thấy có uh, nó chính là cái khay chăm cả siro cả nina nha bây giờ là đến lượt uh, siro chăm con và sắp tới cuối năm cuối năm nay thì sẽ đến lượt uh, nina chăm con Nina là đẻ tháng 5, để đẻ tháng 5 Tháng 5 là bây giờ là tháng 2 À đẻ tháng 4 chứ, à đẻ 21 tháng 5, chuẩn Bây giờ là tháng 2 rồi Tháng 2 nếu mà đến 21 tháng 2 Là được 9 tháng Bây giờ là hơn 8 tháng rồi Hơn 8 tháng là đến tháng 2 Thêm 10 tháng nữa đến tháng 12 là 18 tháng Lúc đấy có thể đẻ rồi Nó muốn cho con nó tì sát Sát nút Mỗi con nó tì một kiểu Mỗi con một tính Ừ Đến hôm nay thì chó mẹ nhiều sữa lắm rồi Tìm một tí là no thôi Yên để, để nghịch bọn cho con một tí Hôm trước cạo cái quanh cái tì của siro đi để cho nó cho con nó dễ uh, tìm ti này hôm nay lông nó mọc lại rồi đến khi mà cho con mà cắt sữa thì là cũng là lúc mà lông nó sẽ mọc lại như bình thường Đấy. mẹ siro hơi đáng tiếc là uh, uh, bị dây dụng cho con thì to quá cho con to quá với cái lần đầu tiên đấy với cái lần đầu tiên mang bầu con chó cái thì chúng ta không biết được là nó nuôi thai như thế nào không phải là chăm con mẹ nào tốt thì con con nó cũng to đâu cái đấy là nó tùy cơ địa từng con nó cũng như người thôi có những người là người mẹ ăn vào rất là béo tốt nhưng đẻ con ra thì cũng nhỏ thôi nhưng có những người thì người mẹ cũng không có phải béo tốt gì lắm gầy gầy thôi nhưng mà bình thường nhưng mà địa con ra thì lại to Cái đấy là tùy cơ địa từng người ở đây thì tùy cơ địa từng con chó Cho nên là qua sau lứa đầu tiên thì lứa thứ hai là Cái chế độ ăn cho siro là sẽ phải giảm bớt đi một chút để con nó đỡ bị to quá Nhất là cái chibi powder đầu à, Cái khoáng chibi powder ấy mọi người ai mà ai mà cái con chó cái mà nó đẻ con mà nó yếu hoặc là chỗ dính vào cái lông rồi một là đẻ con nó yếu hai là đẻ con mà nó nhỏ con thì chúng ta dùng cái đấy cho con nó sẽ rất là to còn uh, con chó cái nào mà nó đẻ con mà nó đẻ con nó đã to rồi thì chúng ta dùng cái đấy chúng ta sẽ phải dùng ít đi uh, một ngày uh, giả sử như siro đây là một ngày dùng một thìa này ở một ngày dùng một thìa đến giai đoạn từ 50 ngày là dùng hai thìa thì với những cái con cái mà cái uh, uh, cơ chế nuôi thai của nó mà tốt đấy thai nó to thì chúng ta sẽ phải giảm đi chúng ta dùng một ngày nửa thìa thôi. À, đến lúc cần đẻ chúng ta dùng một ngày một thìa với cái chế độ ăn như cũ hoặc là chúng ta sẽ giảm lượng ăn cho nó đi một chút. Bởi vì cái chibi này nếu mà mọi người cho nó ăn mọi người sẽ thấy là cho con nó rất là khỏe. À, kể cả là trong trường hợp vì lý do nào đấy mà con chó mẹ nó đẻ non, đây siro uh, trường hợp uh, như của siro là siro đẻ đúng ngày, nhưng kể cả với các trường hợp con chó mẹ nó đẻ sớm, uh, cái thai của chó con nó chưa đủ ngày thì nếu mà cho ăn chibi thì cái con chó con nó đẻ ra cũng rất là khỏe, tỷ lệ sống trong cái trường hợp mà con chó con nó đẻ non là rất là cao. là mọi người mà nếu mà có ai mà có chăm uh, chó uh, cái đẻ thì chúng ta lưu ý cái điều đấy một là cho con nó khỏe thì chăm nó sẽ nhà lớn nhanh để cho con nó chắc lắm đây rồi cứ để yên để cho con nó ti đổi ti cho chúng nó đây thế thôi nhưng mà nó chắc lắm nó khỏe như vâm mọi người không tưởng tượng ở đâu phải cầm vào tay thì mới biết được nó khỏe như thế nào và sờ nó chắc nịch luôn chứ nó không có một tí uh, mềm nào người nó không có mềm một tí nào người nó chắc nịch như kiểu là bảo cầm uh, mọi người cứ bảo cầm khoanh giò không khoanh giò vẫn còn có độ mềm cầm mọi người tưởng tượng cầm củ khoai ấy. cầm củ khoai nó cứng như nào thì sợ bọn này nó cứng như vậy sổ ôi xin lỗi em nhé bóp cái ảnh hưởng là nó bị sao nó bị sặc sữa, bị sữa mẹ nhiều, mút mạnh quá. Bị kích thích một cái như kiểu người đang uống nước mà có người làm trò sờ và người giật mình cái có thể bị nghẹn. Sặc. Đây bọn này nó bú nó cũng thế. Cho mẹ nó ra nhiều sữa. Đấy. À, để mấy hôm nữa thì mình sẽ quay cái uh, uh, đàn cho con uh, cùng bố với đàn này là đàn con của Loki với nệ uh, con Fay để cho mọi người xem. Uh, uh, bởi vì là đàn đấy thì đang nhận cọc rồi, đàn này thì uh, tạm thời là chưa có nhận cọc. Uh, uh, nhận cọc ai từ trước rồi thì là cứ thế mà tính thôi, nhưng còn người mới thì là đàn này tạm thời chưa có nhận cọc. đấy để mấy hôm nữa sẽ quay cái đàn của Loki với uh, Fay đây là đàn của Loki với nệ uh, siro để cho mọi người nhìn một chút các con uh, cho con ngày hôm nay và cái cảnh uh, uh, một đứa chăm con còn một uh, đứa thì uh, uh, muốn vào chăm cháu nhưng không được con nó không cho vào nó giữ con bản năng của con chó mẹ là thế à, cho chủ vào chứ không cho chó khác vào trừ khi là hai con cùng đẻ thì có thể nó cho vào nó chăm còn đây thì không hầm hè nhau ngay có thể nằm sát này ok đây nằm sát nhé Messi đang nằm sát nốt đây này nhưng vào trong thì không được và cho mọi người xem cái à, cái chuồng truyền uh, đời cái ổ đẻ truyền đời cái ổ đẻ này thì lúc mà pila mà đẻ melsi thì chưa có melsi đẻ mới bắt đầu có từ melsi đẻ ra siro đây à, chính là cái chuồng này và bây giờ là đến siro uh, đẻ à, con của siro tiếc quá là đàn này nó có một con cái thì muốn giữ lại nhưng mà nó có một con thì lại phải nhường à, cho một uh, bạn bạn đã chờ cái đàn cho con của siro từ rất là lâu rồi nên là sẽ phải nhường thì chờ siro đẻ à, lần tiếp theo sẽ giữ lại một con chó cái lấy đời sau của siro OK, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Uh, thank you and uh, see you again.